Tây Ninh có đường biên giới dài 240 km, tiếp giáp với Campuchia và có hai cửa khẩu quốc tế, là biên giới đường bộ lớn nhất phía Nam. Những ngày này, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh tăng cường tuần tra kiểm soát trên các đường mòn, lối mở đường biên giới nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào nước ta. Ngay từ những ngày đầu xuất hiện dịch COVID-19, bộ đội biên phòng Tây Ninh đã lập nhiều chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới. Tại mỗi chốt, luôn có từ 5 đến 8 chiến sĩ canh trực để kiểm tra sức khỏe và tuyên truyền cho người dân hiểu rõ tác hại của dịch bệnh và biện pháp phòng tránh hiệu quả. Chúng tôi cũng vận động dân, rồi cũng đảm bảo là không có qua lại, là cũng vận động để dù cái dân biên giới vậy, phải qua lại, phải bịt khẩu trang, rồi đi cũng như những cái vùng nào mà có bệnh, có này kia đó thì... Nếu mà bên kia chưa có phát hiện được bệnh, nhưng mà nếu mà có phát hiện được bệnh thì cái vùng đó là nên tránh xa ra. Cùng với đó, đơn vị phối hợp lực lượng hải quan phát khẩu trang, tờ rơi tại các cửa khẩu quốc tế, nơi có nhiều khách nước ngoài qua lại, nhằm tuyên truyền cho doanh nghiệp và công nhân qua lại cửa khẩu, nâng cao trách nhiệm phòng chống dịch. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũng đã có cái trao đổi với cái lực lượng vũ trang đối diện của phía Campuchia, có phối hợp trong công tác để hai bên cùng tuyên truyền. Và ở các cái cửa khẩu, đặc biệt là cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, thì Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện rất là nghiêm ngặt. Và cho đến bây giờ thì cái công tác phối kết hợp hai bên để tuyên truyền phòng chống dịch như thế là có hiệu quả và làm rất kiên quyết, rất triệt để. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tại các tỉnh phía Nam xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đến các đơn vị, phối hợp các ban ngành, tuyên truyền về dịch bệnh. Với tiêu chí không để bất cứ người dân nào thiếu hiểu biết về dịch COVID-19, các tổ công tác đã đến từng hộ gia đình tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng và địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thực hiện tốt cái nhiệm vụ phòng chống dịch xâm nhập qua biên giới, thì chúng tôi tập trung chỉ đạo một số cái nội dung là phối hợp với các cái địa phương trên khu vực biên giới, làm tốt cái tuyên truyền, vận động, để cho cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới nhận thức được cái tác hại cũng như là diễn biến, cái lây lan của dịch bệnh để có cái biện pháp phòng ngừa và duy trì chặt chẽ công tác kiểm soát qua lại biên giới cho đến khi có cái chỉ thị mới của cấp trên. Với sự chủ động quyết liệt ngăn chặn dịch của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng, đến thời điểm hiện tại, trên các địa bàn khu vực biên giới phía Nam chưa phát hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. Việc thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch được bảo đảm thực hiện sâu rộng, có hiệu quả nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân.